Tiếp theo.
này trong vài thập kỷ tới, chúng ta có thể mong đợi một loạt các diễn biến sẽ xác định lại mối quan hệ giữa con người và máy móc. Vì vậy, chắc chắn là hợp lý khi bắt đầu nghĩ về những gì chúng ta thực sự mong muốn, càng sớm càng tốt. Michel Menwick từ Viện Đánh giá Công nghệ ở Viên cố gắng đánh giá tác động của các công nghệ mới theo mọi cách có thể hiểu được. Mục đích là để tìm hiểu cách chống lại các hậu quả không mong muốn, xác định những gì có thể khuyến khích và những gì nên ngăn chặn. Điều đó hoàn toàn khác với khái niệm thực sự cải biến một con người. Không phải là không thể chấp nhận việc cải biến bản thân. Tôi nghĩ rằng cần tranh luận về điều đó từ quan điểm đạo đức. Tuy nhiên, nó có thể gây ra hậu quả xã hội lớn vì rõ ràng những công nghệ này sẽ cực kỳ tốn kém. Nói cách khác, những người sẽ không thể đủ sạch.